Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tăng mắt livestream hay là phát trực tiếp tăng lượt người xem miễn phí. Ở trên giao diện này của mình đây là trang web của mình đang mở dịch vụ Facebook. Các bạn có thể ghé qua xem và tham khảo bảng giá ủng hộ của mình nhé. Đây dịch vụ thongla.tk. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn ở video mình hướng dẫn. Bước đầu tiên các bạn vào trong một trang, đó là trang vipfacebook.net này. Ok, sau khi vào sẽ hiện ra một cái giao diện này. Các bạn kéo xuống cho mình đến cái phần token. Đây. Mình sẽ điền sẵn token đây. Các video trước mình đã hướng dẫn các bạn lấy token rồi, các bạn có thể qua xem lại. Sau khi có token rồi các bạn ấn vào đăng nhập token cho mình nhé. Ok, nó đã báo đăng nhập thành công. Các bạn ấn vào trang này Hack Mắt Live này. Hai mắt phát trực tiếp này, các bạn ấn ra cho mình. Ok, ở đây nó sẽ hiện ra một cái giao diện này, các bạn có thể tùy chỉnh. Ở đây nó chỉ có mắc 25 mắt thôi ạ. Nó sẽ hỏi là điền cái ID video của các bạn. Ở đây mình sẽ bây giờ sẽ phát trực tiếp một video hướng dẫn cho các bạn xem này. Mình sẽ làm demo cho các bạn xem nhé. Okay, và mình sẽ vào trang đấy để lấy một cái video mắt đây. Ok. Các bạn cần phải lấy cái ID video này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy ID video. Nó hơi lag nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Okay. Đây chính là đây, các bạn có để ý cho mình như này. Đây các bạn copy ra ngoài cho mình. Ok, bây giờ đang hiện tại là không được xem đúng không ạ? Thì mình sẽ chuyển sang hệ thống hack này. Các bạn dán cái ID vào đây, các bạn ấn hack tăng mắt này. Bạn ok. Các bạn chuyển ra cho mình cái trang này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Mắt đã lên. Các bạn có thể phát trực tiếp trên dòng thời gian các bạn, tùy ý nào cũng được nhé. Ok, đã đủ số mắt này ạ. Các bạn có thể nhìn đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn nhé.